Hi, xin chào toàn thể tất cả các anh em yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu và chia sẻ các anh em chơi sao cho trên hệ thống LAN Mobile hiệu quả, đơn giản nhất, đỡ tốn chi phí nhiều nhất. Rất là thích hợp cho nhiều anh em bận công việc ha, không có ở nhà thường xuyên. Thì đối với những anh em mà bận công việc thường xuyên ở bên ngoài, không có thời gian ở nhà nghe nhạc nhiều hoặc là tối về chúng ta nghe nhạc thôi đó. Thì bây giờ chúng ta sắm một cái đầu server giống như mình là con PC thì nó sẽ tốn kém rất là nhiều, đúng không? Tốn kém rất nhiều cho ta chúng ta tận dụng cái điện thoại của chúng ta nha. Một là điện thoại hệ điều hành Android, Samsung, cái gì cũng được hết, hoặc là iPhone nha. Thì đối với trên hệ thống LAN Mobile thì các bạn chắc chắn các bạn dùng trên điện thoại rồi nha. Thì trên điện thoại chúng ta mình khuyên các bạn muốn nghe nhạc tốt nhất thì chọn hệ điều hành Android, sản phẩm của Samsung ha. Samsung càng đời mới nghe nhạc càng hay, cứ vậy thôi, tiền nó càng nhiều mà. Một cái điện thoại Samsung bây giờ ít nhất cũng phải hai mấy triệu trở lên một cái nha. Thì mình đang sử dụng cái này cũng cũ rồi, Note 10 cũng cũ rồi. Các bạn có nhu cầu phải các bạn xài cái Ultra 22 gì mới ra, nó nghe nhạc hay lắm á. Ừ. Rồi thì cái chia sẻ của mình ở đây để các bạn bận công việc ở bên ngoài nhiều, ít có thời gian nghe trên vàng, hoặc là ít có thời gian nghe trên vàng, hoặc là về chúng ta cứ nghe một hai bản chúng ta tắt, chúng ta đi ngủ, sáng mai chúng ta đi làm nữa, thì chúng ta chơi cái nào cho nó phù hợp. Thì chỉ có LAN Mobile là phù hợp với các bạn nhất ha. Các bạn có thể gắn trực tiếp vô DAC cũng được bằng qua cổng OTG ha. Đây OTG mình đang kết nối với con DAC, con DAC nó nằm ở ở phía dưới đó các bạn ha. Đó rồi iPhone, iPad gì, iPhone, iPad hoặc là Android gì đều được hết nha. Nhưng mà nghe nhạc hay nhất thì mình cảm thấy có vẻ như Samsung nó nghe hay hơn hẳn iPhone đó. iPhone nó không chuyên nghe nhạc, nó chuyên về công nghệ thôi. Nếu mà các bạn làm việc á, để làm việc điện thoại khách hàng hoặc là gì đó thì iPhone là số 1, hàng Samsung không không có cửa đâu. Còn nói về giải trí nghe nhạc, mình thấy hàng Samsung là nó làm được nhiều thứ hơn, hàng Android nó làm được nhiều nhiều thứ hơn. Đó là trải nghiệm của mình nha, tại vì mình có hai máy mình trải nghiệm, mình đã thấy như vậy. Còn làm việc trên điện thoại Samsung này mình muốn vứt nó đi nghe nhạc thì mình thấy cảm thấy nó hiệu quả ha. Còn mà làm việc trên điện thoại iPhone thì mình cảm thấy nó rất là tốt ha. Nghe nhạc thì nó đạt ở tầm trung thôi, tầm chuẩn chuẩn của CD thôi, 16 bit 44,1. Còn đối với điện thoại Android thì chúng ta hơn được một bậc một tí. Rồi, thì đối với thiết bị Android ấy, chúng ta sử dụng cái G-Remote đó, thì lợi thế cơ, trên Android nữa, thì các bạn mà đăng ký cái gói mà lên mobile mình đó, thì mình sẽ gửi cho các bạn cái G-Remote 2 ha. G-Remote phiên bản 2 á, là trên hệ điều hành Android nha. Rồi còn trên hệ iPad với iPhone thì bắt buộc các bạn phải mua trên CH Play cái App Store của nó nha, 219.000 cái app đó, các bạn tự mua nha, cái đó mình không có can thiệp vô. Mình chỉ can thiệp vào các bạn trả phí cho mình cái LAN mobile thì mình sẽ gửi cái key và username, password cho các bạn đặt login và các bạn xài thôi ha. Rồi thì đối với hệ điều hành Android chúng ta có những cái lựa chọn như thế này rất là đơn giản. Chúng ta vào phần chúng ta có cái G-Remote rồi đúng không, chúng ta vào cái phần setting của nó nè, chúng ta tùy chỉnh mở on lên hết đi ha. Ok, cách cài đặt của nó thì ở cái phần này nó hỏi các bạn muốn sử dụng Native Audio Format không, thì các bạn mở on giùm mình nha. Để làm chi? Để nó gặp file DSD á, thì tự động nó change code về Dui MP3 để nó hát được trên điện thoại nha. Vì cái điện thoại chúng ta hiện tại là không chơi được file DSD nha các bạn, vì nó không có con chip giải mã DSD trong đây. Đối với điện thoại Samsung hoặc là iOS á, thì nó sẽ chơi được là tối đa là 24 bit 196 kHz nha. Chúng ta không có thể nào mà đòi hỏi cao hơn được nữa, nhưng mà chúng ta đòi hỏi cao hơn được nữa để nó chạy được file DSD thì bắt buộc chúng ta phải có cái server. Đây, đây là server đó, cái con màu đen đen nhỏ nhỏ đen vuông đó là con server của mình ha. Đó là server Intel 3 ha. Rồi, có nó là Intel Note 3 đó. Đó. Thì các bạn đòi hỏi DSD đầy đủ các tính năng luôn thì bắt buộc các bạn phải xài server PC rồi. Còn trên điện thoại thì nó giúp chúng ta tiện lợi, đâu nghe cũng được hết, cắm vô vàng, cắm vô OTG nghe đều được hết ha. Và chỉ đạt ở mức là 24 bit 196 kHz rồi. Như vậy là quá good 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 rồi ha các bạn ha, chắc chắn nó sẽ hay hơn cái đầu đĩa CD rồi. Nó làm được nhiều 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 thứ hơn. Rồi tùy theo phụ thuộc vào con đát của các bạn nha. Rồi. DAC thì sẽ có tùy con, hầu như điện thoại Android
hầu như điện thoại hãng hãng Android nha, Samsung thì nó sang Samsung đi nha. Hầu như tất cả các DAC đều kết nối được OTG với nó ha, hầu như tất cả các DAC trên thị trường luôn. Còn điện thoại thằng Oppo, Oppo nha của Đài Loan á, các bạn lưu ý nha là không có xài được cổng OTG kết nối với DAC đâu, mình đã thử hai ba cái rồi không được nha. Các bạn xài Oppo thôi, né tránh nó ra giùm mình. Xài Samsung thì rất là tiện lợi ha. Rồi, còn đối với hệ điều hành iOS và iPhone nè ha. iPhone á thì nó sẽ có một số DAC nó sẽ bị giới hạn ha. Mình ví dụ DAC Lumens. Những con DAC Lumens là không kết nối nó được OTG với hàng iPhone vì cái con chip của hàng iPhone nó không có support được cho cái con DAC đó, tại vì thằng DAC Lumens nó không có liên kết được với cái hãng hàng Apple nên Apple nó không cung cấp quyền cho. Còn Android là hệ điều hành mở nên tất cả các hầu như là điện thoại Samsung mình thấy là hầu như tất cả các DAC đều kết nối được cổng OTG với nó hết nha. Các bạn lưu ý giùm mình. Xài Samsung rất là tiện nha. Rồi, còn những điện thoại khác thì mình không biết, thì các bạn tự trải nghiệm và nghiên cứu giùm mình nha. Mình đang xài Samsung, mình chỉ hiểu vậy và mình chia sẻ tới đó thôi. Mình không có chuyên về điện thoại, mình chỉ biết như vậy thôi ha. Rồi. À, bật mí luôn một cái nữa, nếu mà các bạn sắm được cái hàng Asus Zenfone 8 á, nó chạy hệ điều hành Android á, và nó có tích hợp chip giải mã DSD ở bên trong nữa. Cái máy đó rất là nghe nhạc cực kỳ hay hay luôn. Đó, nó hỗ trợ chip DSD nữa. Mình biết cái con Asus Zenfone 8 ở Việt Nam hầu như là chưa chưa có bán ở thị trường Việt Nam. Các bạn nào ở bên nước ngoài thì cứ mua về mà trải nghiệm thử giùm mình nha. Rồi, ok. Mình biết vậy, mình chia sẻ như vậy vậy thôi. Rồi, bây giờ mình quay lại cái phần setting. Setting như vậy là ổn rồi ha các bạn ha. Các bạn chọn audio quality ở chế độ là 324 kbps nha. Giùm mình để nó gặp cái file DSD nó quay về cái đuôi MP3 là với cái bit là 44,1 320 kbps nha. Ok nha. Rồi. Rất là tiện. Rồi bây giờ mình sẽ cắm đây, mình đã kết nối sẵn rồi nha. OTG này cũng có nhiều loại lắm nhưng mà đối với hệ điều hành Android á, thì nó không có bị kén giống như cái hàng hệ điều hành của iOS nha. iOS chúng ta phải dùng cái jack OTG xịn thì nó mới kết nối xuyên suốt được, nó không có bị ngắt kết nối giữa chừng hoặc là nó không có bị báo cái thiết bị không tương thích trên cái điện thoại iOS, iPhone và iPad của các bạn nha. Các bạn mua OTG đểu trên thị trường của thằng iPhone thì các bạn dính cái đó các bạn tự chịu nha. Cái đó thì chúng ta cái đó là cái học phí thôi, mình biết mình chia sẻ như vậy thôi. Các bạn mua trực tiếp bên mình thì mình đặt chắc chắn mình bán đồ xịn này, cắm vô xài iPhone hoặc là Samsung gì gắm OTG vô là xài xuyên suốt luôn, xài bao xài luôn, xài là nghe nhạc suốt ngày suốt đêm, chả có xi nhê, không có bị mất kết nối hay là gì hết đó. Rồi bây giờ mình sẽ play một bài hát, mình gắm OTG vô qua DAC nha. Và mình sẽ rút cái con PC server này, mình đã rút cái cáp ra rồi nha, mình đang cắm trực tiếp vô đây ha, OTG trên điện thoại Samsung để nghe nhạc. Đối với những anh em mà làm việc ở ngoài nhiều ha thì chúng ta có thể nghe trực tiếp trên điện thoại cũng được luôn. Rồi về nhà tối chúng ta cắm cái OTG vô con DAC chúng ta phát ra được luôn. Và nghe được lossless 24 bit 196 kHz tùy theo file nha. File nào của mình thì 24 bit 196 thì nó ra 196 nha. Như giống như cái file audio, giống như audio file deluxe void nè. Thì nó sẽ là 24 bit 48 kHz. Rồi mình sẽ play cho các bạn nghe thử nha. Rồi ví dụ như cái bài hát này mình lay nha. Đây. Trên điện thoại mình nó báo là 48 kHz 24 bit thì con DAC mình nó báo y chang như vậy luôn nha. Không, BCM là 48 kHz ha. Rồi mời các bạn nghe nhạc đang sử dụng bằng OTG trên điện thoại nha các bạn. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one. I know that you got your reasons. Rồi cái điện thoại mình đang để dưới đất nó chạy These nè các bạn ha. things Đang kết nối với đang that có tư I duy nha. fear and you can hurt you somehow. Don't you draw She's able, you know the queen of hearts is always your best bet.
but you only want the ones that you can get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh, freedom, well, that's just some people talking. Prison is a walking through this world alone. Như vậy mình đã test xong và mình nghe nhạc trên hệ thống Lan Mobile ha. Phải nói là cực kỳ tiện lợi và cực kỳ hay trên cái điện thoại smartphone chúng ta ha. Đối với hệ mình đang xài hệ điều hành Android nha. iOS xài vẫn được nha các bạn, nghe cũng không kém gì thằng Android đâu, nhưng mà nó cũng sẽ ra là 24 bit luôn. 24 bit 196 kHz luôn, nghe cũng tương tự vậy luôn, nhưng mà thằng iPhone nó bị kết nối giới hạn là tùy theo DAC nha. Có DAC nó nhận, có DAC nó sẽ không nhận. Mình đang ví dụ là con Looseman là nó sẽ không nhận cổng OTG với điện thoại iPhone nha. Ok nha các bạn lưu ý giùm mình. Rồi, thì tới đây thì nhiều anh em sẽ hỏi giờ nghe trên điện thoại kết nối cáp hoặc là Bluetooth cái nào hay hơn. 100% kết nối cáp là sẽ hay hơn rồi nha các bạn. Đó các bạn lưu ý nha, anh em lưu ý nha. Nhiều anh em hỏi mình là nghe Bluetooth với nghe bằng cáp cái nào hay hơn. 100% cắm cổng OTG trực tiếp vô DAC với điện thoại nghe cáp sẽ hay hơn nhiều ha. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa, nhiều anh em sẽ hỏi mình là nghe trên điện thoại với server Intel có nào hay, hay hơn. Thì chắc chắn là cái cục server Intel nó sẽ hay hơn gấp. Nó sẽ hay hơn là ví dụ như thằng này 7 điểm. iPhone 7 điểm đi. Samsung được 7 điểm, nó 10 điểm á. Trên server Intel á, sẽ 10 điểm. Tại vì 10 điểm chứ tiếng nó sẽ dày hơn nữa, nó bung ra nữa, nhiều nhạc cụ nó rất là hay. Còn anh này chúng ta chơi giống như là kiểu tầm trung, nói chung là mình thấy là hay hơn cái đầu CD rồi đó ha. Có OTG cắm vô con DAC thấy là hay hơn cái đầu CD rồi đó. Rồi, còn khi cái điện thoại thì sẽ bị giới hạn là chơi không được file disk đi trực tiếp nha. Gặp file disk đi nó sẽ convert về MP3 để nó phát ra nha. Còn đối với Intel PC làm được tất cả mọi thứ luôn, chơi được file DSD 52 luôn. DSD 52 bắt buộc đòi hỏi cấu hình máy phải mạnh nha. Và mạng mùng phải mạnh nữa các bạn. Ok. Rồi đối với điện thoại chúng ta không cần mạng mạnh đâu, 3G, 4G, Wi-Fi cỡ 80 MHz nó cũng play phà phà nha các bạn.
À, và đặc biệt nữa là đối với các anh em bên hải ngoại có thể chơi được lên mobile nha. Đây mình đã test hai người bạn mình bên nước ngoài rồi, họ đã chơi được bình thường, rất là mượt mà. Nếu mà có wifi ổn định thì sẽ chơi mượt mà ha. Còn ra đường xài 4G hoặc là sau này bên Mỹ nó có 5G á, nó sẽ mạnh hơn hơn nữa nha. Ok rồi, cái giá server lên mobile này hiện tại trong tháng 3 này có giá là 600 ngàn nghe hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 nha. Rồi ok, mình cũng xin kết thúc clip đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.